Nó cái gì? Tự nhiên cái chạy theo anh cho em số điện thoại. Thù lao. Tao già tao bằng tuổi ba mày nha mày. Bà tôi nói cuộc đời thật lắm, éo le cớ sao mình lại cu te thế này. Bà hú cái gì bà hú? Cuộc đời thật lắm, tai ương cớ sao mình lại dễ thương thế này. Cuộc đời thật lắm lu bu, cớ sao mình có cuộc... bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Bà làm tôi liệu với bà. Đây đó, kể cuộc tình. Nữa, hay chưa? Hay chưa? Tính không có nhiều chuyện mà hay nói. Kệ mẹ phong thủy giờ quên luôn đi, mệt rồi. Rồi xong mà lên Đà Lạt đó. Giờ quen với ghệ Đà Lạt. Rồi cũng chia tay. Rồi cũng buồn. Người ta chia tay mà sao ông cười dữ không? Thì nói chung là con đường tình duyên lẫn đẩn. Rồi trong cái buồn là sao bắt đầu ra cái cuộc đời thằng cháu tôi á, thằng cu đen mà sau này là nghệ sĩ, nghệ danh là Mạnh Quỳnh á, làm bước chuyển lớn nhất là bắt đầu đi nước ngoài. Sau khi thất bại ở cái cuộc tình đó là bắt đầu đi nước ngoài, qua bên Mỹ định cư. Mà qua bển biết làm gì đâu, bắt đầu đi làm thợ điện. Bị hồi xưa học điện, học chưa điện giật nên giờ mới tả tản vậy đó. Hồi xưa học điện chung lớp với Phi Nhung á. Hiểu không? Học điện chung lớp là hiểu rồi đó. Rồi xong cái đi qua làm thợ điện rồi, mà bên nước ngoài đâu phải như Việt Nam. Việt Nam là ví dụ mình ban ngày mình làm, cái ban đêm mình đi chơi, tối mình đi nhậu, sáng mình về đi làm. Còn bên đó là không, bên đó là FDD đó, là làm mỗi ngày mỗi ngày, chỉ có thứ bảy weekend là bắt đầu đi chơi. Mà mới qua đâu có bằng lái đâu lái xe, ở đây đâu phải như xe buýt dọt lên đi đâu. Ở bên xe điện chạy dưới đất không à, chạy dưới đất không à. Đó, rồi xong cũng ngựa. Rồi xong cái đi xe, đón cái xe lửa gì đó. Lên cái nó nói tiếng Anh gì đó. Chứ what you go gì đó. Xong cái mua cái ổng yes, ổng yes. Ổng yes xong cái em chạy á, đâu xong tới tối cái thấy xe điện nó ok, mấy bà ổng bước xuống là thấy mấy con bò không? Mấy con bò mấy ngựa không? Hỏi người ta nó ô, Texas, Texas. Là từ đâu nó qua tới Texas. Xong cái lên xe bấm khạch chạy về lại chỗ cũ. Rồi mất mấy ngày trời. Rồi trong cái đi làm, rồi trong cái có một lần là định mệnh. Định mệnh xảy ra mặc dù nó không muốn, là cuối tuần là đi lễ nhà thờ đó. Để vô cầu nguyện cho xin là làm sao để cho những cuộc tình sau này nó đừng có trắc trở nữa. Yêu rồi cưới luôn. Chứ không có đến rồi đi rồi vội vã. Rồi xong là vậy mà hiệu nghiệm. Vừa quỳ xuống vừa cầu xong bước lên là có con ghệ đang đứng nhìn liền. Ghê không? Bị cầu nguyện lâu quá cái bà giữ nhà thờ nói về đi hết người rồi. Hay đó. Rồi xong rồi ra bãi giữ xe. Đi xe ké người ta. Cái người ta về mất tiêu. Tại người ta về tao đi làm bên Mỹ không phải ở đây. Ê chở đi với anh Bảy. Lên anh Ba ơi. Không có. Đi là về không? Không về ok ở lại về mình. Xong ra không có xe về. Không có xe về thì mới gặp một cái cô gái đẹp. Trời ơi. Bá cháy bù chét. Rồi xong bắt đầu hỏi số điện thoại rồi quen đó, rồi gửi thư về internet về là chú ơi con đang quen với một cô gái, hỏi tên gì? Dạ tên nước ngoài là David. Con gái tên David đó. Xong nó không phải David là ba cô đó, cô đó tên là Mary đó, mà tên Việt Nam là gì? Ngọc Liên đó. Còn chuyện tình là bí hiểm thì tôi không dám hỏi. Bị khui ra nhiều cái đó, không nên phân tích sao. Anh Quỳnh ơi. Cái giọng này mình chưa nghe bao giờ. Anh Quỳnh ơi, anh đâu rồi anh Quỳnh ơi? Trời ơi, Quỳnh đâu vậy? Có ai thấy anh Quỳnh của em ở đâu không? Cái này là 20 năm tình vẫn đẹp đó trời. Anh Quỳnh. Ủa gì vậy bác? Hả? Mới ngày nào còn anh em mà bây giờ anh kêu em bằng bác. Ủa vậy hả? Sao? Trời sao mới mấy năm mà nhìn em tiều tụy dữ. Mấy năm gì anh, mới hôm qua hai đứa mình còn nắm tay đi ăn kem mà. Anh không nhớ em hả? Nhớ. Nhớ không? Thấy gặp đâu hình như kiếp trước á. Đâu có, mới hôm qua còn yêu nhau mà.
Không mấy giờ anh hung em cái đi anh. Trời. Quỳnh ơi, Quỳnh. Quỳnh ơi. Ai vậy? Tao giết mày chết Quỳnh ơi. Cái giọng này thì quen thiệt. Ai vậy anh Quỳnh, ai vậy? Đâu biết này, cái này là... Tao đây, tao giết mày chết. Tao giết mày chết. Bà nào mới bóp đít tôi đó. Ủa, tại sao vậy? Mày bước qua đây cho tao. Tại sao vậy? Tại sao ở bên Mỹ bao nhiêu đứa trẻ đẹp mày không lấy, mày đi lấy máy bay bà già? Tại sao vậy? Mày trả lời đi. Mày cười cái gì? Dạ con chào ba. Dạ thưa ba, con là bạn gái anh Quỳnh đó ba. Trời ơi, tôi nhìn tôi không dám kêu luôn á. Năm nay nhiêu rồi? Dạ 82. Trời ơi, con lớn hơn ba 1 tuổi đó con. Anh ơi, anh giới thiệu em với ba anh đi chứ. Trời, mày bước ra đây, mày nói rõ ràng cho tao biết. Dạ. Mày thi bằng lái nào mày lấy lậu hả? Dạ bây giờ con cũng không biết nói gì. Dư nợ nó đến sao biết cha. Ủa chú. Vậy ba anh mà. Ba. Không có thằng bị điên, ta ba mày, mày nhận không ra mày. Mày đứng ra đây trước ánh sáng bình minh thì mày núp. Ok. Tại sao vậy? Tao hỏi mày nè. Dạ. Trên cuộc đời này còn bao nhiêu đứa trẻ đẹp, nó câu sinh viên, nó học sinh mày không lấy, mà đi lấy cái tuổi lớn hơn tao luôn mày thấy không? Rồi tối mày sao mày ngủ? Mày nói nghe. Tối mày sao mày ngủ? Mày nói tao nghe coi. Ba ơi, con nói thiệt với ba, tình yêu không phân biệt tuổi. Anh đừng bỏ em, anh bỏ em là em đau tim em chết liền anh Quỳnh ơi. Mày cười cái gì? Mày vui lắm hả? Không, thôi, ráng đi vô trong đi rồi anh lấy thuốc cho em uống. Trời ơi, tao kê bằng chị mà mày kê bằng em. Trời ơi trời, loạn hết rồi. Bây giờ mày bước qua đây mày cười cái gì? Mày hành, mày đứng đây tao hỏi mày. Bây giờ mày nhìn người phụ nữ đó, dạ, có điểm nào hấp dẫn đó, mày nhìn đi, trời ơi. Có điểm nào hấp dẫn mà mày mê, mày nói tao nghe coi. Nó cũng có cái duyên lạ lắm ba. Cái duyên chỗ nào mày nói đi. Nhất mày là, là cái này là nó nhúng bẩm sinh. Đó thế. Tao hỏi mày là cái điểm nào thú vị mà mày yêu, mày nói tao nghe coi. Em có điểm nào đẹp anh nói đi anh. Anh kể đi anh. Đôi môi nhìn cái miếng thịt bò mình mê cái gì. Chị em thử lấy khăn chặn hầu ra coi mặt em đẹp cái này đó, để cho ba dòm cái coi. Dạ ta ba nhìn vậy chứ con sexy lắm ba. Dạ. Trời ơi thằng con tôi mắt bị kiến cắn rồi hay sao? Mày mê gì cái thứ mà nó chảy như mướp mà mày mê cái gì? Tao không hiểu nữa mày mê cái gì. Ê, em nhỏ tuổi hơn chị sao em mất dạy vậy em? Ê, ta là ba của bồ mày nha. Ta sáng chiếc dép tổ ong là mày dính lên mặt mày rổ không đó. Em nói anh nghe nè, em không nể, nãy giờ nó là ba anh là em tán vô mặt nó rồi đó anh. Nhỏ tuổi hơn em mà. Bây giờ mày đừng có nhìn, bây giờ mày kể lại, mày tái hiện là cái cơ duyên nào mà hai đứa bay gặp nhau. Tao nghe đồn mày ở BD hát cây lương gì đó không? Yêu nhau đúng không? Mày dạ, làm đúng gì rồi. Mày làm gì mày đổ mồ hôi dữ vậy? Hả? Mày sợ mày lái không nổi máy bay nè hả? Tranh thủ mày lái đi, sắp đưa vô gara bảo dưỡng rồi đó. Mày kể lại, tái hiện lại cái cảnh ở bờ đê hai đứa hẹn hò sao? Cho tao coi. Anh có gì thì anh nói đi chứ anh. Thôi bây giờ em đại diện em nói đi. Dạ thưa ba, đó là một buổi chiều, hai đứa con tung tăng đó, dạo một... trên bờ đê. Đó. Miếng nhạc em ái nhẹ nhàng. Cho em miếng nhạc đi. Đó, tao coi thử được hay không nha. Bà nội cha nó ăn mít non nó mặn ăn mít rụng. Anh quên. Đừng té, trời ơi. Trời ơi, vậy mà nó hấp cái gì không biết nữa. Anh Quỳnh ơi. Em đừng có làm, ráng đi. Chút vô trong lấy thuốc uống, ok. Anh Quỳnh ơi. Rồi hai đứa hát cái lương sao mà tao coi cho kỹ cái đoạn này, nó không là chết cha với tao. Diễn lại cho ba nghe đi. Anh nói là anh cưới em mà sao em đợi hoài em không thấy anh cưới em vậy Quỳnh. Trời ơi, nó cưới em gì là em già sắp chết rồi mà Quỳnh ơi. Trời ơi, chừng nào anh mới chịu cưới em hả Quỳnh? Thôi Quỳnh ơi. Cưới em đi Quỳnh ơi, em già lắm rồi Quỳnh ơi. Chắc con tắm quá ba ơi. Mồ hôi con nó đổ hết rồi. Bữa đó mày nói sao? Mày hát câu cải lương gì đó, mày hát lại tao nghe coi. Anh hát gì đi chứ? Cái rải câu la mà... thứ. La thứ. Em ơi, có lẽ Thượng Đế sanh ra ta và đặt cuộc đời ta nhằm một ngôi sao sâu. Cho
cho nên anh cưới em mà ba không chấp nhận thì thôi anh đành gả em cho ba luôn rồi. Được không? Ba thấy làm sao? Được không? Mày cái này tao... có bộ cô hạp với ba. Mày hát mà tao cà muốn nát cái loa luôn mày thấy không? Tao cà và nát cái loa luôn mày thấy không? Em chỉ nói nghe nè, coi chừng xác cái quần á. Bà lo bên kia đi, tôi không có bằng lái. Không phải coi chừng điểm giật em. Không có tình cha duyên con được, bước qua bên kia đi. Thì ra hát cải lương mê hả? Bà mê giọng hát của nó hả bà già kia? Người ta tình yêu là không phân chia tuổi tác ba không ơi. Không phân biệt tuổi tác ba. Không phân biệt tuổi tác hả? Dạ đúng rồi. Kể dạ. Giờ về tối về cạo gió cũng vui. Lấy gì cạo? Bà nội cha nó lấy vợ tối về cạo gió. Nói chuyện nghe chứ. Chứ bây giờ rồi. Sao vợ? Lấy vợ về là tối về phải ấy chứ gió gì cạo. Ấy là gì anh? Bà quá tuổi rồi bà đừng hỏi. Bây giờ ba không tin tình yêu của hai đứa mình. Không mấy giờ em với anh làm tại chỗ cho ba tin đi. Cho ba tin là em còn sức chứ. Rồi, nằm xuống đi anh. Chết mẹ mày rồi Quỳnh ơi. Nằm xuống anh ơi, em tự nhiên em sung sức quá anh Quỳnh ơi. Đừng giết rồi anh. Tự nhiên em hồi xuân vậy trời ơi trời. Quỳnh ơi. Cho em thèm khát anh quá vậy Quỳnh. Tao. Bà cứu con. Gì vậy? Bà nội cha cái vụ gì? Cái vụ gì? Bà... Cái vụ gì? Nghe nói là hai đứa bay hát xong ca ngoài bờ đê hát xong trâu nó chạy hết đúng không? Hát các bạn. Vụ gì? Cái gì đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Tôi hỏi ông ai đây? Đù. Chuyện tình tay ba. Má tôi hỏi ông ai đây? Mà ông làm gì ông chảy mồ hôi là ông sợ cái gì? Tôi hỏi ông sợ cái gì ông nói? Gì anh? Gì? Cái gì? Đù. Hấp dẫn. Đây mà gì ông ạ? À? Ngồi coi phim. Đây mà gì ông hả? Bà gì? Mỹ sao bà gì? Cái gì? Mày đứng thẳng cái người lên coi. Đứng lên. Tao tán vô mặt mày ra. Tao đứng già lên. Rồi mà mày kêu tao đứng thẳng sao tao đứng được? Đúng rồi, con nhỏ vô duyên. Đúng rồi. Ủng hộ bà già. Về ở đâu ra cái thằng kia nói chuyện như khỉ vậy? Mày mất dạy hả mày? Tán vô mặt hả đó mày? Anh tao là ba Mạnh Quỳnh, ta là Mạnh Dữ. Anh Quỳnh. Bây giờ mày là đàn ông nam như chi chí, mày chỉ có quyền lựa chọn một trong hai người ấy và đây con chọn ai? Anh Quỳnh. Đây tao phân tích cho mày nè, một bên già kinh nghiệm, một bên trẻ nhìn ngon. Chọn đi. Mới về Việt Nam có ngày hôm qua thôi mà làm cái gì dữ vậy? Mày chọn đi, mày chọn một trong hai thôi. Còn anh lại để trả nào? Lời đi Quỳnh ơi. Anh chọn. Nói anh yêu em rồi, anh chán anh chia tay. Sao kỳ vậy Quỳnh? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Tôi đẹp quá mà. Trời ơi, mày đẹp quá mà. Mày chú đẹp. Mày đẹp quá mà. Tên gì? Quán nào vậy Quỳnh? Im lặng, để tôi nói chuyện chút với bà chị. À, con, để ba nói chuyện chút. Tên gì? Dạ. Thấy mày giống ca sĩ lắm á, mày tên gì? Dạ Phi Nhung. Mày đừng có sợ mày. Phi Nhung là bồ cũ Mạnh Quỳnh ở bên Mỹ. Vậy. Cái gì? Cái gì? Quá khứ, bỏ qua đi chị. Không có, con vợ của con Đậu. Con là đùa con đen gì? Hỏi đừng có xạo. Tao nghe nói là con Phi Nhung bên Mỹ là bồ cũ Mạnh Quỳnh. Thấy không? Ở dưới kia kêu xạo á. Tôi ở bên Mỹ tôi biết mà. Ngay chỗ Tiền Giang đúng không? Tiền Giang. Sao nói nhà mày Mỹ Tho? Thôi, bây giờ tóm lại, mày đứng ở đây nè, mày đứng ở đây mày làm gì mày đổ mồ hôi dữ vậy? Kịch thôi mà đổ mồ hôi dữ vậy? Đó, bây giờ mày chọn một trong hai đi, nhanh lên. Đừng thôi nhìn bây đâu. Giờ về nè. Tao đã phân tích rồi, bên già kinh nghiệm, bên trẻ mới mở. Thôi em bây giờ như vậy. Từ từ. Anh Nam. Ôm vỗ về liền. Cho viên thuốc trợ tim anh ơi. Hả? Cho viên thuốc trợ tim. Đâu có viên thuốc nào đâu. Ghê quá à. Bà ráng đi. Tao còn nghe đồn mày có một đứa con rơi đúng không? Hả? Đúng không? Ở Việt Nam mày có một đứa con rơi đúng không? Đúng không? Con ra đây con. Con ra đây con. Trời ơi. Đó, cái gì vậy? 20 năm chờ kỷ niệm 20 năm ca hát của ổng. Coi thường cái lòi ra đứa con này. Trời ơi con. Ông nội nè con. Chào ông nội đi. Bà nội nè con. Cái gì vậy? Khổ thông. Cái gì vậy? Cái lỗ mà làm khổ thông.
Liệu liệu. Nè, ba con nè. Kêu ba đi. Kêu ba đi. Ủa sao ba không nhìn ba, không nhìn ông này. Ba là con gặp ba con phải như thế nào? Con chạy tới con ôm con này. Chạy tới ôm ba đi con. Để ba con, để ba diễn cho con. Ba. Trời ơi trời. Ba này ba cơ hội vậy trời. Thôi thôi, bây giờ em đứng xuống tới Phi Nhung làm. Ok, em, rồi Phi Nhung, 1, 2, 3, cho con biết. Ngu, 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 ngu. Con này nó ôm, nó đù, con Phi Nhung nó đù. Con lại ôm ba đi, con gặp ba con mừng sao? Đó. Trời ơi, ba đẹp trai, con đẹp gái. Má con đâu? Tất cả im lặng để tôi hỏi, má con đâu? Nè, look at me baby. Má con đâu? Thầy chỉ tao đây, tao cho 50. Má con đâu? 100,000. Má con đâu? 200. Má con đâu? 1,000,000. Con này chơi không vui rồi. Thôi bây giờ vậy, tôi giải quyết luôn. Cái chuyện cầu á là giờ cầu có con có gì tôi không quan tâm. Mà mình phải đi ca hát, mình ca cho đàng hoàng. Hiểu không? Phục vụ bà con đàng hoàng. Hiểu không? Còn bánh bèo là vô dụng. Còn em sao anh? Bà đi vô gì dưỡng lão. Nha. Rồi còn con này đi về lo đưa bà dì vô dự, đưa bà dì vô đi, ừ, để đi vô tâm sự với con rồi gái. Hai đứa còn ở lại tâm sự cha con lâu ngày gặp lại. Ông nội nè con. Ô, chào ông nội đi coi. Chào ông nội cái đi vô nè bà nội nè con. Vô chiên à, ở lại hát với ba nha con. Trời ơi con bé dễ thương, mấy tuổi rồi? Trời ơi 8 tuổi là lúc vừa chia tay Phi Nhung xong đó, cách đây 8 năm đó. Đúng rồi, đẹp dễ trời đẹp cho anh nè, đó tặng cho cái bông nó rớt nhỏ đẹp ghê thiệt lên. Cái phụ nữ chúng em như cái bông vậy đó, biết nè, chưa? Nhìn nè, nhìn anh thích cháu là tôi anh cầm lên anh đỏ xuống anh. Dạ có con. Nhìn cháu tôi nè, mặt như một thiên thần. Đang mặt đẹp nhìn dễ thương. Dông bà, dông bà. Xúc phạm. Xúc phạm cái gì, ông nghĩ đi, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi. Trời có da bà muốn xỉu rồi kìa. Cái mặt láng da như da đít em bé. Thôi tôi đi vô, ở lại hát vui vẻ nha con. Lau mồ hôi đi nha. Kệ không sao, chút về tắm sao. Mồ hôi quá trời. Tặng cho ba nè. Thôi được rồi, để ba tự xử. Ok. Nhớ đời nha con. Đi vô con. Trời ơi, hai đứa nè. Thôi nó không có nó có con rồi thôi. Bà cho bà già mà bà trung quá à. Đi bây giờ con người đây, con cười đây, con coi hai cho con nữa kìa. Thôi rồi. Mày rảnh mày coi chứ tao về tao ngủ, mai tao đi quay. Dạ kính chào quý vị. Hồi nãy giờ quý vị nghe những bài nhạc nhạc quê hương là nhẹ nhàng, êm dịu. Bây giờ để thay đổi không khí, quý vị cùng tôi vỗ tay để cho tôi có thể hát một cái bài thật là sống động được không ạ? Bắt đầu vỗ tay nha. 2, 3. Lớn lên. Một chiếc phương lá rơi thu hạ em ơi. Đường dài mình mùng anh không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa binh, hết kể chuyện chung tình. Khóc than riêng em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu. Ở bên thằng vui em sẽ đau vừa lửa. Cái thằng trai chín lùng này, từ ngày cái dọn nhà kế bên nhà mình, ngày nào chẳng hát ba cái nhạc tàu lao được qua đây. Nè ông Chính, sao tôi nói hoài mà ông không nghe vậy ông Chính? Ông có lỗ tai hả? Tao có cả hai tai, nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Trời ơi, ông hát gì mà hát được hả ông Chính? Hả? Trời ơi, ở với ông vậy có ngày tôi dọn nhà đi chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là 2 giây rồi. Trời ơi, hát gì mà cũng hát. Ông bước qua đây nói chuyện với tôi nè. Ông Chính, cái gì mà chửi tôi hoài vậy? Dạ. Tôi đang tĩnh tâm ở trong căn nhà full house mà cứ chửi tôi hoài. Trời đất ơi, bữa nay ông ăn mặc cái gì kỳ cục vậy hả? Gì đâu kỳ, new fashion. New fashion cái gì? Cái đằng sau móc ngựa cái đằng trước. Ông nghĩ sao vậy? Bởi vì con người không bao giờ tân tiến. Mình gắn cái này ở đằng sau là nó vô nghĩa, nó vô nghĩa. Mình gắn phía trước đây nhìn y chang cái cà rô quát khỏi mua. Đi sao cái giấy vẫn còn. Không biết gì là new fashion. Bây giờ ông lúc nào cũng khác người ta. Thôi ông đừng nói, khi mình nói người ta là mình hãy nhìn lại mình. Nhìn nha. Cái gì? Nghĩ sao già sắp chết mà mặc hồng cánh xe. Bóng muộn màng hả? Nè, tôi không giỡn nhau nha. Bóng gì? Tại sao vậy? Tại sao mỗi lần tôi hát những cái bài nhạc cổ nhạc nổi tiếng, ông hát ba cái dòng nhạc tào lao qua nhà tôi hoài vậy? Không có nhạc nào nhạc tào lao hết trơn.
nhạc người ta là có vần, có điệu, có nốt nhạc, có melody, có từ lưu học dư ở trong. Nhạc nhạc tào lao. Ông không biết gì hết trơn á. Ý tôi nói đây đó là ông hát những cái nhạc nào mà nó có chiều sâu, nó hiểu chưa? Hát sao sao? Hát sao sao? Xuống diễn hát cho nó sâu hả? Trời đất ơi, anh nói xong ngang ngược kiểm chính. Tôi ơi, hát nội dung chứ tôi có đếm 1, 2, 3, 4, 5 đâu. Nè, mình hát á, như tôi hát những bài hát thật nổi tiếng. Hát ai cũng biết, ví dụ Võ Dông Sơ Bạch Thu Hà, Lương Sơ Bá Chúc Anh Đà, Lan và Điệp. Nhưng cuộc tình thật là thâm cung bí sử. Thôi đi, chà ra tàu lao thi đấu. Thi đấu Võ Dông Sơ Bạch Thu Hà cũng chia tay, Lan và Điệp rồi cũng chia tay, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài rồi cũng chia tay. Chị của nhạc của tôi sáng sáng uống cà phê, tối tôi uống cà phê, gặp nhau cả ngày không bao giờ chia tay. Rõ ràng nói gì mà cũng nói được thiệt tình. Chúng làm nó ngang hết trơn. Khi nói sao nói dọc. Bây giờ nè, tôi không nói chuyện với ông nữa. Bây giờ sẵn ông bước qua đây ha. Dạ. Tôi sẽ cho ông sáng mắt ra thế nào là nghệ thuật, thế nào là những bài hát có chiều sâu, có nội dung, có tình, có tiết đàng hoàng. Được chưa? Dạ. Đứng đó. Đứng đây chứ không lẽ nằm xuống đây. Sao già rồi mà không giữ tâm hồn trẻ thơ, hiểu không? Mình phải hiểu được những cái điều quý giá trong cuộc sống, đúng không? Già mình hát nhạc buồn bã rồi sầu não rồi u sầu rồi thảm thiết. Mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ trung, mình hát nhạc trẻ cho nó phơi phới, cho nó trẻ trung. Già mà hát nhạc buồn á, mặt nó chảy xệ dữ lắm. Ê, sao trùng hợp quá vậy? Nè, không có giỡn với ông nha. Đó chưa, cũng hay cái tật. Biết thì thưa thì thốt, không biết thì vừa cột mà nghe. Yếu bị đặt ra gió, núp trong xó cho đỡ xui. Cái gì? Nghĩ sao đang nói chuyện cái đem nhạc cụ ở đây khè. Khè cái gì? Chứ sao đang nói chuyện tự nhiên cầm cái piano ở đây vậy? Trời đất ơi, cái trình độ nhạc lý của ông để đâu vậy ông Chính? Dạ. Cái này mà ông chưa làm cái piano á hả? Thấy chưa? Mới quăng có một câu, mới chụp một câu là dính kèo liền. Cái piano là cái cây mà người ta ngồi vậy nè, người ta đánh phàn 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 là piano. Còn cái này là violon. Ông nghĩ sao ông nói cái này là violon? Cái này là có cây khà 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 nữa đúng không? Ông đưa cho thằng cha chiên xúc xích phải không? Tôi đứng yên cái đi. Không biết thì đứng giữa cột nghe. Ông mới giữa cột đó. Dạ. Nghe nè. Nghe rồi phân tích nè. Nghe dạ, dạ. Nghe tôi phân tích cho hiểu âm nhạc nó như thế nào. Vệ sanh tại vì là cái làm người mình quéo lại á, hiểu không? Quéo quéo cha già là móc dữ hả? Ngày nào cũng móc mà cha già mà ngày nào cũng móc được hả? Tức đâu gì móc dữ hơn nè. Con có giỡn nghe không nha? Giỡn vậy nói phải rõ ràng, nói gì người ta nghe ta hiểu lầm. Hiểu làm không phải nói là ngày nào anh cũng móc guitar hay là móc classic, hiểu chưa? Thì nãy giờ tôi nói ông là ngày nào cũng móc guitar móc classic đó, chứ ông nghĩ ông già móc gì, móc ống cống hả? Tào lao xin chơi. Không biết đi. Nghe ta hát nè. Hát đi tao phân tích cho hiểu âm nhạc là như thế nào. Đây, hãy lắng nghe. Mình hát là mình hiểu được, hát vẹt. Biết rồi. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh muốn thét lên cho. Này này. Gì vậy? Hát bằng cái nhạc sàn thi đấu. Nhạc sàn thi đấu. Nghĩ sao ban đêm mình nhớ nhau thì mình lên WeChat, mình lên Facebook, mình lên Viber, mình nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm nhớ nhau màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài. Cho công an phường ập cho bắt lên phường hả? Hát bằng cái nhạc phạm pháp. Pháp cái gì? Nhạc gì? Cái đó là tôi chỉ nói là cái ý là tưởng tượng thôi. Cái hát nào nào tưởng tượng trong đầu óc mà đã phạm pháp rồi. Nửa đêm mình nhớ nhau thì mình gọi điện thoại, mình nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm mình thét cho công an ăn phường bắt lên phường đóng 300.000 tiền ngô. Vậy chứ ông từng hát một đoạn là sao? Mình hát là mình phải có cảm thụ âm nhạc, hiểu không? Mình phải hiểu âm nhạc, mình hòa mình vào trong âm nhạc, mà đừng mình phải gọi là có tâm hồn cảm xúc cho âm nhạc, hiểu không? Đừng làm khán giả hết hồn vì âm nhạc. Thằng cha này bị trĩ chắc mà. Bị cha? Không nói chuyện gì, qua âm nhạc. Không làm gì vậy? Sao ông này ông già, ông xài mấy cái từ mà nó gọi là nó
không có gọi là thẩm mỹ á, nó không có văn học. Mình á, mình lớn tuổi mình xài những cái từ rồi cho lớp trẻ nói theo, mấy đứa nhỏ nói theo. Mình nói chuyện cho nó dễ thương, ví dụ như là cha này sao chả dư cục thịt. Rồi vậy rồi, nghe nó nhẹ nhàng liền không? Ông nói là cái ghê. Sao ghê? Nói quá hay. Mình hát là phải có cảm thụ. Mình một người nghệ sĩ hát là phải có cảm thụ. Ê trời ơi. Tào lao tí xí đấu. Mình cảm thụ mình mới truyền khán giả. Thì khán giả mới cảm thụ theo mình thì bài hát nó mới thành công. Hiểu không? À. Hát cho nghe nè. Móc. Màn đêm đã buông sẵn. Đèn hiu hắt cổ quay. Ai mới quăng bom rồi chui xuống hầm vậy? Ai vậy? Ở đây đông người nè, tế chị nha. Tế chị nha. Cũng quăng bom hóa học ở đây nha. Tào lao. Cái này toàn là người lịch sử, ai mà làm ba cái trò đó. Ông phải không? Còn lâu. Kẻ chủ mưu là ông phải không? Không bao giờ, tôi người rất lịch sử. Tiếng nổi lớn ấy thuộc về ai? Cái đời tôi vua là em nội. À, bây giờ ta hiện đại dữ vậy luôn hả? Đờn 2D. Vừa phát ra âm thanh, vừa phát ra mùi luôn. À, ông sợ cái đời này hợp cái mặt á. Cái gì? Dễ thương, cái đời dễ thương. Ghê thiệt, vuốt cái nghe tiếu gàng luôn. Will did it. Đang hát lại thì mất mất cảm hứng đi. Đang vô làm lại, móc. Bỏ nó đi, cái khúc đó bỏ đi. Thì không thích lên rồi tôi xuống. Thôi khỏi luôn đi. Màn đêm đã buông dần, đèn yêu hát cô quạnh. Nhớ em nhớ em, anh thút thít trong đêm. Cái bài ta đang hay gì? Em thút thít là cái gì? Hả? Thì ban đêm nhớ nhau thì mình thút thít với nhau chứ. Ban đêm nhớ nhau mà thét lên trong công an phường bắt lên rồi họp tổ dân phố nữa. Không ơi, hát gì mà cũng hát. Mà tôi nói ông nghe, ông hát thì tôi cũng chấp nhận đi. Nhưng mà cái diễn xuất ông tôi không ưa chút nào. Ông hát làm gì mà cái chân ông quý hiếu. Làm gì vậy? Ông hiểu về âm nhạc, bài hát là phải có cái gọi là cái nội dung ở trong. Nè, để phân tích hiểu nè. Màn đêm đã buông dần, là màn đêm bắt đầu buông xuống. Đèn hiu hắt cô quạnh, là bóng đêm bao trùm. Nỗi cô đơn xâm lấn là bắt đầu yếu. Nhớ em là nhớ con ghẹ nóng bỏng, lâu rồi chưa gặp, yếu mạnh. Thôi, hiểu không? Có nội dung ở trong. Thôi. Ông hát cái nhạc này tôi thấy không được rồi đó. Bây giờ để tôi hát cái loại nhạc khác để ông phân tích nha. Hát đi tôi phân tích cho hiểu. Nghe nè. Âm nhạc phải gắn liền với cuộc sống. Nhạc rumba quê hương nha. Rumba rumba máy gì cứ đợi bắt đi. Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ. Thôi vậy đi. Hát tàu lao thi đấu. Hát nhạc không hợp với thực tế. Làm gì không hợp thực tế. Thời buổi bây giờ là chia tay đúng không? Chia tay là em còn yêu anh không? Không anh còn yêu em không? Không em. Rồi ok, chia tay anh không đòi hoàng hết. Trời đất ơi. Làm gì có chuyện mà thôi em hãy đi quê quýnh biệt kề từ đây. Hát xong bài đó là cái nhỏ ra tới Hà Nội rồi. Phải rồi, em muốn nhạc thực tế chứ gì? Thực tế hát, âm nhạc phải gắn liền với cuộc sống. Rồi, nghe là biết liền phải không? Móc đi. Có bài khác. Em sẽ đi, thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi, những gì tôi đã trao. Em sẽ đi, em sẽ đi một đoạn tình, bôi xóa đi một cuộc đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi, cái quần tôi sẽ rách. Em không sẽ đau, cái quần vẫn còn nguyên. Ông hát tào lao cái gì vậy? Cái bài ta hay.
ý nghĩa vậy? Ông nhào vô hát ba cái lời kế vòng vô. Thôi ông ơi, ông hát cái nhạc nó không thực tế. Sao thực tế? Không có con nhỏ ghệ nào mà tàn nhẫn mà em xé đi, em xé đi mà nó xé hoài. Cũng không có thằng nào yêu mà điên cuồng nổi loạn nữa mà em xé đi mà nó xé hoài vẫn đưa nó xé. Mà nè, mình hát hay thực tế. Em xé đi, xé rụp là phải bỏ về ngay. Thôi xé mà xé tàn nhẫn. Lúc nào lớn rồi mà cứ chế ba cái lời thầm bậy. Hèn gì con mà tám nè. Hôm qua tôi gặp nó, nó lại nói chú ơi chú à, con nghe chú Chính hát cái bài thiếu nhi mà có dính chút người lớn đó. Tôi kêu nó hát vậy nè, ông nghe coi được không nè. Nghe. Có con chim danh khuyên đực, thích con chim danh khuyên cái. Hẹn hò đi chơi, ba tháng sau có bầu. Tào lao. Tào lao chi đâu. Chim nào mà 3 tháng có bầu, có ông 3 tháng ông làm người ta có bầu, chim nào có bầu. Ông đó, nó nói là ông đó, ông hát là nó nghe, nó học lại đó. Thôi ông ơi, ông hát nhạc nó phải thực tế với cuộc sống. Chim thì có nhiều loại chim, mình hát gì cái là âm nhạc là phải có kịch kịch tính ở trong. Phải có cả một cốt truyện ở trong, nó xảy ra, nó dằn co, nó dằn xé, nó dằn đổ, dằn nát, cuối cùng banh xác. Rồi sao, 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 ông hát sao? Mập đi. Nữa. Có con chim vật khuyên mập, dáng trông thật du côn quá. Mặt thẹo đầu đinh, đánh chết cha sớm làng. Kịch tính chưa? Chim đập bát dao mau bầm tiếp. Chim đập cô sơn ca bầm đen. Chim đập thì sao nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật du côn quá. Mặt mập dê dê giống như ông Chí Tài. Vỗ tay cái gì? Người ta vui vui người ta vỗ tay. Người ta thấy ông dê thì người ta vỗ tay. Ông dê hồi nào mày? Đúng rồi, ông đó đâu có dê. Ông đó thấy gái là muốn nhai luôn xương hả? Nhai không nuốt mà xương nuốt hà hà. Thôi trời là cái vấn đề đi. Dạ dạ. Đừng đi lạc quá. Xóa xa. Nói chứ. Nè tôi nói thiệt. Nhạc á tôi không có nói với ông nghe đâu. Ba cái nhạc của ông á, ông hát qua đây rất là tào lao. Thấy chưa? Mình hát những bài nhạc gì nó có ý nghĩa, mang chất mùi quê hương. Hiểu đây gì? Nhạc quê hương tôi nhiều lắm mà tôi không hát tại tôi sợ buồn. Nhạc quê hương là một bụng. Cái gì? Mình hát nhạc quê hương là mình phải hiểu hai chữ quê hương. Quê hương là gì? Quê hương là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt, trên đọt có trái khế chua. Trời đất ơi. Không có hiểu mà mới hát được. Thôi mệt không ơi, ông nói không à. Bây giờ ông hát tôi mới tin. Mập đi. Làm gì cái mặt như hình sự giết người vậy? Đang kịch tính mà sao ông cứ là cái phạt phạt đứt cảm xúc hết trơn à? Phạt cái gì? Móc lại đi. Cho móc từ 1 giờ sáng rồi. Có những tháng ngày ta lạc mất nhau trong tuyệt vọng. Có những tháng ngày ta lạc mất nhau trong đam mê. Anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì ngày hôm ấy là ngày cơn bão đi qua. Cái gì vậy? Nó tự nhiên hát rồi đưa bão tối đây làm cái gì vậy? Bữa hẹn nhỏ ghẹ bị bão hai gian đổ bộ. Bỏ đi. Anh không đến được với em, không phải vì bão tố, không phải vì phong ba, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Cái gì vậy? Không cho ông nói bão đưa nước ngập hay làm cái gì vậy ông Chính? Nhà đầm sen 5 giờ là nước lên phà phà. Bỏ đi. Anh không đến được với em, không phải vì bão tố, không phải vì phong ba, chỉ đơn giản một điều, đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ, phải không em? 10 năm hẹn hò, chia
yêu trong tim, ta dắt đưa nhau, ta dắt cơn mê cũng dắt nhau về. Bóng chiều ngã trên lưng đồi cỏ non, bóng chiều ngã trên lưng đồi cỏ non, ấy là sông, sông xanh tím biếc, bên lý nương sâu ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là sông, sông xanh lúa mới, ta sẽ bên nhau, ta sẽ yêu nhau như ngày âu thơ. Cũng được, ông hát bài này tôi thấy hay. Tôi thích nhất là đoạn chót là như ngày âu thơ. Âu trời ơi, đừng có giỡn, dòng giả mấy tháng trời hồi xưa là cứ hai cái đùi bằng tiếp hốt hai cái đùi không sao vậy. Hồi xưa cứ Thủ Đức Bình Thạnh, Thủ Đức Bình Thạnh tập 3 tháng trời vô được sở thú luôn. Quê không có lần vô bệnh viện không sao vậy, hốt lố tao bằng tiếp. Bây giờ hết chưa, giờ chuyển qua hạt dẻ rồi. Nói chung cũng ổn giờ. Full option còn nguyên. Rồi tôi nói ông nghe, ông hát cái này tôi thấy còn hay hơn những cái bài mà mỗi ngày ông hát giọng ở nhà tôi. Ba cái nhạc gì mà hình như tôi nghe nó là hip hop, hip hop gì đó. À cái đó độc giá. Cái gì? Độc giá. Độc rap. Thì đúng rồi, độc giá á. Rap. Thì đúng rồi, ở trên Sài Gòn cái độc giá á. Rap. Thì đó, độc giá đó. Ông nói với mẹ ông đi ha. À? Mệt quá. Không biết chỉ, nó có phải được bả không. Thì đó, đúng rồi, chỉ làm hiểu đi. Độc giá. Thôi rồi, ông hát tôi đi. Ông hát tôi nghe đi, tôi nói nghe. Cái chỗ dở của cái dòng nhạc như thế nào. Dạ, dạ, dạ. 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 Có trống, phải có trống. Cái này phải có bích nít gì đó. À, bích bóc. Cái gì? Bích nít, bích bóc gì đó. Vô nha, tôi làm trống luôn kìa. Làm luôn hả? Rồi, vô. Vô. Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Xách cái đầu về nhà chơi mình đi cha. Sao vậy? Bà nội cha nhà nếu gặp lên đây gặp mưa rào nữa. Phun như đồng phun mưa. Da mặt không cần giữ ngập nha. Thôi ơi, ông khó chịu quá. Thì không có trống, tôi làm trống thì cái tiếng nó phải vậy chứ. Cha xa ra xíu đi. Hồi xưa làm cái phòng trái chữa trái hả? Phun nước giả mang rợ. Vô. Đâu. Ông điên hả? Mệt lắm nha. Nó hao lắm á. Mồ hôi nha. Nước miếng còn đâu. Ai biết đâu. Ông tào lao á. Thấy táp vậy quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ kỳ á. Táp như cá tai tượng táp thịt bò á. Táp. Đưa cọng nào xuống là hết cọng nó bú nó liền. Táp. Gửi thiệt. Mát đi. Vô. Mất gì giờ. Vô. Cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có. Em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho Huy cơ tới trước. Em muốn gặp Trần Quang Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Cái gì vậy? Tự nhiên có Minh Nhí trong này là sao? Trần Quang Hy ở bên nước ngoài, tiền đâu đi máy bay. Ông Minh Nhí mà ở đây mà. Thôi, ông hát cũng không thiệt tình nữa. Ông giấu nhiều lắm. Bình thường tôi thấy ông còn nhô lên nhô xuống như con dòi vậy đó. Chứ không phải đứng yên hát kiểu này đâu. À, cái đó là ke. Cái nhạc hip hop nó kỳ lắm. Nhạc nó không bao giờ bình thường. Nhạc lúc nào nó cũng vậy. Nó nhoi nhoi vậy, nó không bao giờ đứng yên một chỗ đâu. Ủa sao kỳ vậy? Ờ, cái nhạc hip hop nó vậy đó. Giống như là chuẩn bị sẵn ai quýnh nó chạy á. À, nó nhoi nhoi vậy. Giống như là biển kiến chui vô vậy á. Nè, nó nhoi nhoi nhoi. Nó nhoi cho con kiến hoảng loạn. Con kiến hoảng loạn xong kiến gặp. Chạy em vòng gặp kiến chúa sợ quá chạy ra. Nó thì diễn tả cái nhạc hip hop của ta. Ông thấy thằng nào hip hop mà nó nhảy nhẹ. Nó nhảy gì? Đó, hip hop nó nhảy nhẹ. Là kiến hôi vô. Kiến hôi nó nhảy gì đó. Còn đứa nào nó nhảy là bị kiến ba khoang chui chậm á. Trời đất ơi ông ơi. Còn đứa nào mà đứng im, hip hop mà đứng im nè, là bị bột cạp dính cái nhát chậm á. Bột cạp chết. Chỉ chờ xỉu thôi đó. Thôi đừng có nói nhiều quá. Ông ke tôi coi. Rồi vô. Vô. Cái lửa vô. Hey, nó mới cắn
Trời ơi, thôi để tôi chữa cho. Ê bà, lấy cái chân ra khỏi sở thú. Đạp con kiến không chết được, chết con kia là thấy mẹ luôn á. Tôi xúc đồ luôn rồi kìa. Khổ ghê. Thân tàn mà dạy cũng gì hít hớp rồi. Con kiến này nó bạo lực quá. Sao ông không có sáng tạo nghệ thuật? Bỏ đi. Gắn đây chơi nó khó, gắn mẹ vô đây nè. Ai mà biết. Dây chéo chéo nó cũng hợp lý chứ bộ. Dạ. Đó, thấy không? À. Hợp lý không? Thấy chưa? Có cái dây quằn quằn đây nè. Tôi nói cho ông nghe. Không phải là tôi cấm ông hát nhạc hip hop đâu. Thật ra mấy cái nhạc nó cũng hay lắm chứ không phải là dở. Đúng rồi. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi. Hát phải lựa theo những cái gì đó phù hợp với lứa tuổi mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy không? Thôi bây giờ sẵn đây, hôm qua nhà tôi đó, anh em mình cũng như là hết thiềm khích rồi. Dạ. Vui vẻ rồi. Tôi với ông hát bài được không? Dạ, chơi chơi hả? Rồi, hip hop ông luôn á. Dạ. Dạ. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi. Xin thề. Phải thề, mình phải thề. Thì góp cho chàng nổi. Thì ông thề, tôi thề. À. Yêu em nồng say suốt đời. Wow, yeah. Anh number one. Đẹp trai, dễ thương. Thề ông gì vậy? Ông làm gì vậy? Có cái mẫu cơ quan nhạy cảm nó xuất hiện trong đầu. Bỏ đi. Nghe mấy từ mà lố bịch là nó vậy. Và còn tìm, tìm rất trung tình. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi. Yêu em nồng say suốt đời. Suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương. Và còn tìm rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngày xin